Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 8 tháng 8, dùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam, quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km h giật cấp 8 bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc, 112,8 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật giờ cấp 10 cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3